Xin Chúa đã cho mọi học cho mọi quý vị và gia đình. Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha và các giáo xứ trong Biên Hòa đã thương chỉ vẽ, hướng dẫn, khích lệ và chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với chúng con. Hơn nữa, còn hỗ trợ chúng con trong việc tổ chức từ nhà vườn đến ca nhạc đoàn cũng như các công tác khác. Ước mong tình hiệp thông vương đệ trong giáo hạnh ngày càng gắn bó và làm sáng lên đức tin mà cha tiền bối đã truyền lại. Lời cảm ơn trân trọng của chúng tôi gửi tới chính quyền huyện Vĩnh Cửu, xã Tân Bình đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi tổ chức thánh lễ hôm nay một cách tốt đẹp. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nghị lực để cho lo cho dân nước được ngày càng và do điều kiện của giáo xứ nhỏ người ít nên công tác tổ chức chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng con xin mọi người nhiệt tình tha thứ. Sau thánh lễ chúng con kính mời đức cha, quý cha và vị khách cùng chia sẻ niềm vui với chúng con trong bữa cơm thân mật gia đình. Để diễn tả lòng tri ân của đoàn con giáo xứ, chúng con xin dâng lên đức cha, cha quản hạt và cha xứ lãnh qua nơi thắm biểu lộ lòng kính mến biết ơn sâu sắc của giáo xứ chúng con. Kính xin đức cha Giuse, cha quản hạt và cha xứ vui lòng hưng phúc. Cùng với chúng ta cùng mời người nào bắt tay thật lớn. Quý cha tổ tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách của giáo xứ Tịnh Chiều, tôi rất cảm ơn giáo xứ vì cho chúng tôi được tham dự những giây phút hết sức bình thiên và cũng hết sức là tình nghĩa. Nên tất cả coi như là lễ nghĩa gia đình Tịnh Chiều, mà chúng tôi là người ở ngoài để được cho vào và giữ cái buổi lễ hết sức là kiên cư thân mật của gia đình giáo xứ Tân Triều, nên tôi cảm thấy là rất hân hạnh được có giây phút này. Tôi xin rất là cảm ơn đến với tôi, cũng cảm ơn một lý do thêm nữa là ngày chính ngày lễ của giáo xứ Tân Triều là 28 tuần chứ không phải là 26, và cũng đã xếp trước rồi là tôi sẽ về 28 tháng năm này. Nhưng mà sau đó thì một công đoạn của cô không thể nào mà có thể bỏ được, cho nên cha chánh xứ và đoàn thành giáo của người giáo xứ đã sẵn sàng tổ chức lễ sớm hơn 2 ngày, hay là 26. Cho nên tôi có lời cảm ơn một cách riêng, xin nhất lòng cảm ơn với cả giáo xứ. Bây giờ tôi muốn lợi dụng dịp này để thay mặt cho những cha chính gia đình cảm ơn giáo xứ vì chúng ta đức tin, vì chúng ta nhất thương yêu nhau của con cái của Chúa trong cơ sứ Tân Triều này. Và để có được như vậy và ngày lễ hôm nay được sâu sắc thì dĩ nhiên là sự đóng góp tích cực của tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt là những vị có trách nhiệm. Cho nên tôi muốn đại diện cho những cha chính gia binh cảm ơn cha chánh xứ, những chủ sĩ nam nữ cộng tác với cả ban hành giáo, trước trong ban hành giáo và nhiều người khác công tác mà không có tên tuổi để cho ngày lễ hôm nay được hết sức vui vẻ xuân sắc. Tôi xin được lời cảm ơn và muốn nói những lời cảm ơn của tôi nhân dân nhà chính và có lời cảm ơn của tất cả giáo sĩ mọi người đối với thầy chính sứ, đối với tất cả và những ai công tác với cả. Và tôi thêm và là giáo dân, không phải là tu sĩ. Thì nếu là các ông thì tôi phải cảm ơn các bà và các ông. Nếu là các bà thì tôi phải cảm ơn các ông và các bà. Nếu mà các ông có con cái tôi phải cảm ơn con cái của các ông các bà. Và những anh chị em mà chưa lập gia đình
riêng như thế, thế là gia đình nó sốt trong gia đình. Thế cha mẹ thì có thể báo ơn cha mẹ, bởi vì trong hôn nhân công giáo không còn một người miễn lễ để đẻ nữa, và vợ chồng cùng nhau công thờ Chúa, cha mẹ con cái cùng nhau công thờ Chúa, tất cả mọi người đều phục vụ trong giáo xứ được, có người làm cơm, có người đi làm. Thì như một người đi phục vụ người ở nhà, người canh nhà, có người cũng sợ mình đi rồi về nhà nhà nó bay đó, có người canh nhà. Nhưng mà khi ở nhà và trong linh thần hiệp thông cộng tác với người, ta đời của mình hay là con cái của mình, cha mẹ mình, cho nên là tôi cũng cảm ơn tất cả gia đình, và tôi xin tất cả ông bà giáo xứ bày tỏ lòng cảm ơn đối với cái kinh xứ và tất cả những ai đã cộng tôi xin nam nữ giáo dân có tên tuổi cũng như không có tên tuổi cho đời sống chung của giáo xứ hàng ngày, và đặc biệt cho buổi lễ hôm nay bằng một tràng pháo tay thật giòn. Tôi cũng mong mời xin giáo xứ cảm ơn cha bạn bè quý cha bạn bè vì được sự tự tin chúng ta đã xứ nhiều lần được nâng đỡ bởi giáo ban bên ngoài, giáo sư bên ngoài ở đây cũng chưa đã nói chút nữa đừng đỡ giáo sư trong cái hôm nay, nhưng mà cái sinh viên thì trong các lễ lớn, trong các mùa vọng của tranh thì các ngài đến thay phiên nhau để cầu phục lợi cho nhau, nên tôi cũng muốn lên cái dịp này để mời gọi giáo sư có gì để mà nói lên lòng cảm ơn của mình đối với cha hoàn toàn quý cha trong mặt cũng bằng một phần. Tôi lần đầu tiên đi cao xúc dân chỉ đồng, và tôi đến đây hôm đi lạc đường như thì đi cửa bao nhiêu đấy, nhưng mà tôi đã gặp với anh chị em ngay với sáng sớm, vì tôi thực sự cảm kinh, tôi đã lấy anh chị em tôi cầu nguyện cho anh chị em, và trước khi ra đi tôi còn bảo viếng Chúa Giêsu thiên cầu nguyện cho anh chị em, dâng anh chị em cho Chúa, cho đức mẹ đi xe. Cho nên tôi đã gặp với anh chị em của người già hơn, và trong cái tâm tình đó tôi xin được người đó một điều, đó là xin anh chị em cháu vui nhân chị hãy hạnh diện vui mừng vì có một người cổ yêu người là những phò đồ cho người này, và cố gắng sống làm sao cho xứng đáng với người. Người ta biết tân chiều qua chết người, nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho người ta biết được chiều qua giáo dân của dân chiều này, chứ không cười dân chiều chưa đủ, giáo dân của dân chiều vì tất cả cùng nhau sống truyền thống sống đạo của thánh Phaolô cho mình. Người ta nhìn thấy mỗi người con của giáo xứ dân chiều hôm nay, người ta sẽ nhận ra tinh thần của thánh Phaolô trở về thành ngày xưa, và người ta sẽ thấy đây là cách theo Chúa cụ thể này, hạnh phúc theo Chúa sẵn sàng hy sinh vì Chúa và vì Chúa thương yêu lẫn nhau, chúng ta lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, dâng cho tặng cho nhau những nụ cười để cho cuộc sống của giáo dân giáo xứ trong chiều này, cho dù có những người sẽ khổ, sẽ có chuyện nọ chuyện kia, vẫn hạnh phúc như vậy. Vì có Chúa, có anh chị em của mình, không phải chỉ trong gia đình không, mà anh chị em ở trong giáo xứ trong chiều này, thì là tất cả là con cái của thánh Phaolô. Tôi xin anh chị em có mặt ở đây, xin hãy truyền lời đến những anh chị em có mặt, nhất là giới trẻ. Với tinh thần này, giới trẻ tân triều đi làm ở những nơi xa, đi học ở những nơi xa, sẽ đem niềm vui của Chúa đến tất cả những nơi đó, cho nên họ sẽ là những nhà truyền giáo, là chứng nhân của Chúa. Người ta sẽ biết được giáo xứ tân triều qua những thanh niên thiếu nữ đi làm, đi học ở các nơi, đó là điều người gặp, tôi xin được
gửi đến tất cả anh chị em giáo sư nhân trường này. Thì nhất là cảm ơn. Xin cảm ơn anh chị em giáo sư về những từ